Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục cái nhà của anh Tuấn để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai củ đế đẹp luôn ha. Giá cũng dễ chơi này. Rồi, chào anh. Chào thầy Tuấn, chào anh chị mình đang xem kênh Mai Vàng Quả Dừa ha. Nay em có về 19 phôi mai. Giỏ lá gai giao lưu của anh chị mình ha. Hình thức là bao sống bao ship. Số điện thoại mình là 070 480 7000 ha. Rồi không để anh chị mình đợi lâu. Mình đập cây số 1 ha. Đập cây số 1 luôn. Rồi, chiều cao luôn. Cao. 1m1. Rồi. Hoành. Hoành luôn. 28 hoành. Hoành to ha, 28 hoành luôn ha, có tay cành sẵn luôn. Tay cành luôn. Đó, giờ chỉ cần cái gì chăm là lẹ chơi thôi. Đấy, đó, này hồi nhỏ cũng là uống sẵn rồi nè. Này thân còn chích kẽm ha. Cực lắc. Đồ cụ đế nè quý vị. Quá ấy luôn, đấy lực sĩ nha. Rồi, giao lưu như đã. Rồi, cây mã số 1 này giao lưu với anh chị mình giá là 1.800.000 nha. 1.800.000. Bao ship, bao sống cho anh chị mình luôn ha. Bao sống trong thời gian bao nhiêu lâu anh? Rồi, bao sống trong vòng 3 tháng nha. 3 tháng mà trong quá trình 3 tháng quý vị trồng có trục trặc vấn đề gì cái alo lại chủ shop anh Tuấn nha quý vị. Rồi, mình rồi, xuống cây. Xuống cây. Nặng dữ ta. Nặng ha. Mã số 2. Mã số 2. Đây, chiều cao. Một cây dáng siêu luôn, siêu phong. Rồi, siêu siêu. 1m4. Rồi, vô hoành luôn. Đó, tay cành cũng có sẵn nè ha. Rồi, hoành luôn. Lẹ chơi này cũng được ôm kẽm nè. Trong mình còn 28 hoành luôn. Còn dít kẽm trong mình nè. Nó ta cành đều, cái này dìu cái gì dựng trực tự được nè, bộ đế này dựng trực được nè. Rồi để coi coi cái nồi ha, cái nồi đế này cũng đặt hơn nồi cũ đặt này 52. Rồi 52 luôn thì quý vị nôm ha. Anh Tuấn dựng cái cây mình đứng lên cái anh Tuấn cho quý vị xem nè, quý vị này mình dựng trực được nè quý vị. Đế này khi dựng trực nó cũng vẫn đồng cốt bình thường nhưng quý vị tại đứng là nó vậy nè, vẫn đồng cốt bình thường luôn nè. Rồi cây mã số 2 này giao lưu với anh chị mình giá là 1.600.000 nha. 1.600.000. Một cây cũ đặt nở cũ luôn. Rồi xuống cây ta cần cũng đẹp. Vì thích cây nào cái alo liền anh Tuấn nha quý vị. Còn quý vị có chốt số lượng nhiều chốt hết clip hay gì đó có giá sỉ cho quý vị luôn nha quý vị. Cây mã số 3. Rồi mã số 3 lắc lắc luôn nha. Lắc quái luôn. Cao 1m2. Rồi hoành luôn. Hoành vị trí này là 29. Rồi 29 hoành. Hoành to ha. Rồi cái cũ, cái cũ quá ẻ, cái cũ. Cũ bự bự dưới nhiều. 56 cái cũ. Cái cũ nặng bự dữ ha. Quý vị nghe nghĩa đường thân tại cành trước ha quý vị. Hoành to 29 hoành. Có cũ đặt này 56 luôn. Cái cũ này quá ẻ, cái cũ luôn. Giao luôn như đen. Cây mã số 3 này giao lưu với anh chị mình giá là 1.900.000 nha. Thân lắc lượng có duyên luôn. Củ đấy thì đặc kẹo luôn. Phân bố đều ha. Củ bự. Rồi xuống cây. Rồi quý vị thích cây nào cứ alo ha. Số 3, số 4. Số điện thoại của anh Tuấn thì mình để phần tiêu đề đó quý vị. Đó, cao. Chiều cao luôn. 76 hoành. Rồi 76. Có 76 cao lộn. Cao. Hoành 22. Rồi hoành 22. Cũ luôn. Cũ này cũng khá khá nè. Cũ 38. Rồi tay cành cũng đều luôn ha. Tay cành đều lùng lực luôn. Rồi xuống vị quý vị xuống đế luôn. Một cũ đặc luôn nha. Đó. Nguyên bệ bự luôn nè. Đây nó có cái vết lũa này nha anh chị mình mà nó khô rồi ha. Đẹp khoan khoan. Khô rồi. Khô. Nó không có mục như cái gì. Rồi cây mã số 4 này giao lưu với anh chị mình giá là 600.000. Rồi 600. Rồi xuống cây. Số rồi, 5. Số 5 lên luôn. Cao. Lắc nhẹ rồi cực ha. Tay cành 1m4 cao. Viên cây nè quý vị. Cái này đẹp cây. Đẹp 27 hoành. Cũ nôm luôn. Đặt kẹo nôm thử coi. 22 nôm.
Rồi quý vị, nào quý vị nghe tay cành nè. À, cái này mà bung cái tàn ra là hết ý ha, tay cành đặt kẹo ha. Đặc biệt cái cổ lắc ha quý vị. Em này có cổ lắc nó rất là ngắn ha. Rất luôn. Lắc nhẹ rồi nè, một cái thân lên nó rất thẳng luôn. Đó. Hồ đế nôm luôn, sổ luôn. Hai tắt hai luôn. Cái này nhìn viên cây ha. Đó, đó thử cái cũ coi. Lọn trong ra nha. Lọn qua cây bự ha. Ê, ngược. Cứ lật ra cho vô đó, cái lật 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 trong ra. Nhiêu anh? 49. Rồi, 49 cái cũ nồi đế cũng còn ha. Rồi, giao lưu nha. Rồi, cây mã số 5 này giao lưu với anh chị mình giá là 2,2 triệu nha. Rồi. Cái này đẹp ha. Đẹp, cái này tay cành luôn, từ thân tàn đế gì có luôn. Còn lắc cũng vậy luôn. Lắc đẹp luôn ha. Xuống cây. Nua này anh bung cái tàn ra là ok rồi ha. Cây mã số 6. Rồi. Mã số 6. Rồi, chiều cao luôn. 70. Rồi. 21 của anh. Cũ luôn. Cũ. Đây đi. Đó, thử ra nhiều nha. 44 cái cũ luôn. Rồi. Sổ luôn. Sổ luôn. 20. Rồi, xây xây luôn. Cái này cái cũ đẹp lùng lực luôn ha. Đây cành cỏ luôn. Giao lưu nhiêu anh? Cây mã số 6 này giao lưu với anh chị mình giá là 1,7 triệu nha. Rồi, 1,7 triệu. Rồi, xuống cây. Số rồi, 7. Số 7 lên luôn. Rồi, chiều cao. 76. Rồi, 76. Quá anh. 27. Rồi, xây xây luôn. Này cũng khom lùng lực luôn ha. Đây. Cũ nở luôn. Nghĩa đế ha. Còn đế thì cũng lực ha. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Cây mã số 7 này giao lưu chứ anh chị em mình giá là 1,3 triệu nha. 1,3 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục lên mã số 8 luôn nha quý vị. Mã số 8. Rồi, chiều cao. 60. 60. Quá anh. 22. 22 rồi, xây xây luôn. Đó. Một quệ đế đặt luôn ha. Dán cũng đẹp ha. Rồi, để quý vị. Rồi, cây mã số 8 này giao lưu với anh chị mình giá là 700 ngàn. Rồi, 700. Một quệ đặt luôn. Xuống cây, chắc cũng yêu thương ha. Số 9. Tiếp tục mã số 9 luôn nha quý vị. Rồi, mã số 9. Anh này cũng búp măng tay cành đều quá nè. 78 cao. Rồi. Quá anh. 20 gần 26 tính 5 thôi. Cũ đặt bao nhiêu anh? Đặt luôn. Dạ. Đặt đó luôn, kéo ngang qua đó luôn. Kéo ngang vậy luôn. À. Sát luôn, 40. À, cụ đó 40 ha. Em cái này bề dưới là hơn nữa đó, mà ngay cái cũ bự nở chỗ này nè. 40 đó. Vì nghĩa cái đoạn dưới đây đi ha. Đó. Nó giống bể bể cái gì ha, già cây bể bể ha. Ừ. U nần nần nè. Cái này bộ đế trải đều tứ diện luôn. Rồi, rồi cây mã số 9 này giao lưu với anh chị mình giá là 1 triệu 6 nha. 1 triệu 6 với mã số 9. Mã số 9 ha. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 10. Mã số 10. Rồi, mã số 10. 60. Rồi. Quanh. 23. Rồi, xây xây luôn. Đế cộng nào hết trước cái đế hả? Có bể u ha. Quái quái. Dùng cái đứt chấm bự mẩm mỉm.
đít bự quá. Rồi cây mã số 10 này giao lưu với anh chị mình giá là 1 triệu nha. Rồi 1 triệu. Cũng duyên này duyên nó cũng có duyên, cũng quái quái cái cây ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị. Mã số 11. Số 11. Cây dáng cũng siêu siêu luôn. Rồi chiều cao luôn. 80 cao. Rồi cao 80. Quanh 25 quanh. Rồi xoay xoay luôn. Cái này cũng một bệ đế luôn. Rồi con thử cái củ coi. Này củ cũng chọc bánh lửa nè. Không phải đó. 38. Rồi để đây quý vị. Vặt là không có vướng rễ luôn. Rồi cây mã số 11 này giao lưu với anh chị mình giá là 1 triệu rưỡi nha. Rồi 1 triệu rưỡi. Bởi đấy luôn. Xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 12 luôn quý vị. 12. Một cái súng thần công luôn. Có đầu ngắm luôn. Phải 75. Rồi chiều dài cái súng là 75 ha. Rồi vị trí này là 24 luôn. Rồi xuống miếng nữa nè. 28. Rồi xuống xíu 28 hàng chứ. Né né né. Rồi quý vị nghe cái bệ đế ha. Ok ha. Còn hai cái chân chạy ngoài trước luôn. Ngoài sau thì nôm xuống ha. Cái đuôi luôn. Rồi cây mã số 12 này giao lưu với anh chị mình giá là 750 nha. Rồi 750. Rồi xuống cây. 750 đem cái súng này về luôn. Rình súng luôn. Rồi số 13 luôn. 13. Lên luôn. Số 13 quý vị. Cao 60. Rồi quan. Quan 22. Rồi xoay xoay luôn. Rồi xuống đế luôn. Để rồi, cả đều ha. Rồi cây mã số 13 này hữu nghị luôn. 4 xị rưỡi luôn. 450.000. Rồi xuống cây. Rồi mình lên tiếp tục luôn. 14 luôn. 14. Nặng ta. Mét rưỡi đi. Rồi 1,5 m. Quanh 26 quanh. Rồi xây xây luôn. Hai cạnh cũng đều ha. Anh mấy cái nách này, nó nu nu giống nu đùi ếch đó ha. Cũng còn do ha. Đùi ếch. Quý vị nên đùi ếch hay vú bò gì đó. Tròn tròn dễ thương ha. Rồi đế cũng như vậy. Đều ha. Họng cũng to luôn. Một bệ luôn. Rồi cây mã số 14 này giao lưu với anh chị mình giá là 1 triệu mốt nha. Rồi 1 triệu mốt. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục 15. Luôn 15. Mãi luôn. Rồi cho cái chiều cao nó luôn. 1m25. Rồi cao 1m25. Quanh quanh nhiêu? Quanh đo đây thì nói đo đây từ trước nè. Rồi trên đó là nhiêu? Đo đây là 28. 8 đo trịch xuống xíu rồi. Đo xuống đây thử coi. Đo đi. Đo đây dính này. 36. Rồi đo xuống ngay chỗ đó xíu là 36 đó. Đo xuống đây nữa cái coi. Này đo cái nồi nè, cái cột nồi đế. 57. Rồi xe xay luôn.
Cây này nó cọng nào ra cọng nấy ha. Cọng bự bự ha. Chặt bả lửa đó không. Mà trước này cũng hai cọng cắm xuống. Rồi giao lưu như thế anh. Rồi cây mã số 15 này giao lưu với anh chị mình giá là 2.3 triệu nha. Rồi 2.3 triệu. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn, mã số 16 luôn. 16. Rồi mã số 16 quý vị. Rao. Được lắc luôn. 65. Rồi. Của anh. 29. Rồi 29 của anh. Cái này nhìn nó lực lực sao ha. Rồi để luôn. Rồi cái mã số 16 này giao lưu với anh chị em mình giá là 1.3 triệu nha. Một cây trực lắc luôn. Rồi có 1.3 triệu thôi. 1.3 triệu. Xuống cây. Cái này sắp bơ nó cũng lộn hết mớ đáng kể. Nặng quá nặng. Rồi mã số tiếp theo luôn, 17 luôn. 17. Rồi, thiền không nổi luôn. Nặng quá. Một mét hai. Rồi hoành luôn. Hoành 29. Rồi 29 hoành. Rồi xoay xoay luôn. Một cây bay cong cong quẹo quẹo luôn. Bay cong cong quẹo quẹo luôn. Lắc lắc luôn, lượn lượn luôn. Đây một, vô đế quý vị. Một bài đế dưới cây này. Cái cụ rất là quái ha. Đẹp ha. Rồi giao lưu nhiêu đây anh? Rồi cây mã số 17 này giao lưu với anh chị mình giá là 2.4 triệu nha. Rồi 2.4 triệu. Rồi xuống cây. Này quá đẹp luôn. Bự ha, đế nhìn. Mà nó nhìn nó quái quái. Quá thì xuống đây đi cưng. Nặng quá. Rồi mã số tiếp theo luôn, 18. Mã số 18. Rồi chiều cao. Cao. Một mét mốt cao. Rồi quanh luôn. Quanh. Lật mặt thước kia ra. 27. Rồi quanh 27. Tay cành đều luôn ha. Tay cành đều luôn. Tay cành đều nha quý vị. Để con nào nấy bằng cầm tay luôn. Đây là nguyên cái bệ bự chảng ha. Cầm tay em bé. Có cái hù hù đó nè. Dưới đây nó có cái này nó bị hồi đó người ta cắt nó sát á, một cái này mình trét keo cái hết nha anh chị mình. Rồi, rồi cây mã số 18 này giao lưu với anh chị mình giá là 1.6 triệu nha. 1.6 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 19. Rồi 19 cây cuối cùng. Cuối clip luôn. Mua một cây về được mấy cây luôn. Một lùm luôn. Mini mini. Không biết co cao luôn, đâu hoành thôi. Rồi, nói chung là vậy đó. Nó vậy đó, 18 hoành. Rồi. Đây, nó, để đây. Tên nó cũng bị lũa luôn vậy đó. Chưa tét keo luôn. Cái này xong rồi chừng nào ấy mình mới tét keo nha. Cái này mình có ấy sơ sơ rồi mình tét keo nó được rồi ha. Cái này về làm cái mini đều được. Cái mã số 19 này giao lưu với anh chị mình giá là 300.000 luôn. Bao ship luôn. Bao ship cho anh chị em mình luôn. Rồi, mã số 19 rồi. Là mã số cuối clip rồi quý vị. Luôn. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào cứ alo anh Tuấn ha. Rồi số điện thoại của anh Tuấn mình để phần tiêu đề đó quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.